Xin kính chào quý vị và các bạn. Siêu dự án trước chợ Bến Thành có chuyển biến mới. Đi lòng vòng gần chục năm, tên dự án không còn chạy theo mốt gắn mác Tây. Vì sao cầu Thủ Thiêm 2? Đề xuất đã rất lâu, vẫn chưa thể có tên chính thức là cầu Ba Son. Trong khoảng thời gian trước năm 2022, nhiều người đã đặt câu hỏi, Bitexco có thực sự chia tay siêu dự án tại khu tứ giác Bến Thành, mà có tên gần nhất là One Central Hồ Chí Minh? Đặt lại câu hỏi này liệu có đúng khi dự án Spirit of Sài Gòn? Chỉ trong mấy ngày qua, đã có thêm những chuyển biến mới rất đáng chú ý, kể từ lúc dự án tạm dừng thi công một thời gian dài. Bởi trước đó đã nổi lên thông tin dự án này, đổi chủ nhưng thực sự chưa hẳn đã như vậy. Như đã biết, thông tin về việc tập đoàn Bitexco chia tay dự án cao ốc tứ giác Bến Thành, có 4 mặt tiền, hay còn được biết đến với tên gọi Spirit of Sài Gòn, trước đó có tên là The One, nổi lên từ cuối năm 2018. Tập đoàn Bitexco theo đuổi và triển khai suốt nhiều năm, nhưng 2018 đã thấy Sài Gòn Glory làm chủ đầu tư. Những chuyển biến tại Spirit of Sài Gòn khiến nhiều người rỉ tai nhau dự án này đã đổi chủ. Tuy nhiên, thực chất đó mới chỉ là động thái thay pháp nhân dự án, bởi lẽ Sài Gòn Glory vẫn là một pháp nhân gắn chặt với tập đoàn Bitexco. Mặt khác, trên trang chủ của tập đoàn Bitexco cho đến nay, duy nhất vẫn là nơi xuất hiện nhiều thông tin và hình ảnh liên quan đến dự án Spirit of Sài Gòn. Chưa dừng lại ở đó, xen lẫn những tên tuổi góp mặt ở dự án, có nhà phát triển dự án Masterize Home gắn với tên tòa tháp One Central Hồ Chí Minh xuất hiện, kỳ vọng sẽ đưa tòa tháp về đích 2024 và để lại dấu ấn là thi công được vài tầng của hai khối tháp, nhưng cũng chỉ được gần một năm rồi đứng bánh. Và rồi cái tên nổi lên trong năm 2021 là Vivaland, đường đường chính chính xuất hiện tiếp theo dày đặc bên ngoài hàng rào dự án, thay thế và lấp hết toàn bộ cái tên Masterize Home hùng mạnh. Thế nhưng sự kiện đế chế Vạn Thịnh Phát được phanh phui, bung bét hết ra cho thiên hạ biết, thì liền sau đó, trái ngược với cảnh xuất hiện hoành tráng, với vẻ bề ngoài hào nhoáng chiếc áo lộng lẫy ở IFC One Sài Gòn. Chẳng nói chẳng rằng, người ta bắt đầu thấy cái tên Vivaland lặng lẽ rút lui, và logo bị lột bỏ ra khỏi hàng rào dự án. Tên tuổi chỉ tồn tại được vài tháng. Dù lý do tháo bỏ chẳng ai nói ra nhưng mọi người đều biết. Tưởng chừng, cái tên One Central Hồ Chí Minh của Masterize xuất hiện ở dự án có tuổi đời ngắn nhất, thì hóa ra cái tên Vern của Vivaland mới chính là cái tên có tuổi thọ ngắn nhất, ngắn đến nổi Vivaland tháo chạy quá nhanh, chưa kịp ghép tên cho dự án. Thậm chí trên website của Vivaland cũng đã ẩn hết thông tin các dự án mà trước đó công ty này giới thiệu tham gia phát triển, quản lý, trong đó có nhiều dự án liên quan Vạn Thịnh Phát. Trước thì tên tuổi lên như diều gặp gió, giờ giống như con diều tắt gió. Cứ nghĩ có bom tấn xuất hiện trước chợ Bến Thành, nhưng ai dè hóa ra bom xịt quá nhanh. Chỉ sau vài ngày, logo nhà phát triển dự án Vivaland rời đi. Thay vào đó là hàng rào mới, là các hình ảnh của tập đoàn Bitexco. Và như đã thấy, đi lòng vòng gần chục năm, tên dự án đã không còn gắn mác Tây nữa, mà đã quay về cái tên khai sinh, có từ thuở khai thiên lập địa, đã gắn chặt bền vững nhất của công trình, là tứ giác Bến Thành. Đặc biệt hơn, lâu nay tên chủ đầu tư của dự án không ai khác, là công ty Sài Gòn Glory. Tuy nhiên, nhìn chú ý lắm mới thấy được cái tên này vì các nhà phát triển dự án, chỉ cho in cỡ chữ nhỏ ở bảng thông tin dự án. Đến nay, sau thời gian biến động nhà phát triển dự án, thì tên chủ đầu tư là công ty Sài Gòn Glory, cùng tên dự án rất thuần Việt là tứ giác Bến Thành, đã xuất hiện to rõ, nằm trên tất cả các cổng ra vào dự án. Tuy vậy, tên của nhà phát triển dự án mới vẫn chưa thấy lắp, dù chúng ta đã biết rõ đó là của chủ cũ. Còn ba tòa tháp ở khu phức hợp Ba Son của Vivaland, diễn biến mới nhất trong mấy ngày qua là tòa tháp sát chân cầu Thủ Thiêm 2. Cần cầu tháp phục vụ thi công phần thô lắp đặt thời gian trước đó.
đã được nhà thầu dùng xe cẩu di động tháo dỡ đi mất. Vị trí cần cẩu tháp cố định này chính là vị trí xe cẩu di động cùng với công nhân đang thực hiện tháo cẩu. Còn khu vực phía trước cửa Nam chợ Bến Thành, tuy hàng rào đã được tháo dỡ hoàn toàn, nhưng vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện thảm nhựa phần mặt đường cuối cùng. Và dự kiến toàn bộ tuyến đường Lê Lợi, đoạn từ phần giao với phố đi bộ Nguyễn Huệ đến công viên 23 tháng 9, sẽ chính thức lưu thông xe trở lại chỉ trong vài tuần nữa. Phần trên ga ngầm trung tâm Bến Thành đang có chút thay đổi trong thiết kế. Và hiện ở góc 23 tháng 9, nơi đặt tạm các container văn phòng làm việc của các nhà thầu phụ bên cơ điện. Khi đặt được văn phòng làm việc dưới hầm ngầm bên dưới nhà ga, sẽ trả toàn bộ mặt bằng phía trên để tiếp tục hoàn trả mặt bằng. Dự kiến cuối năm 2022 sẽ hoàn thiện phần xung quanh nhà ga. Qua thông tin tiếp theo, đã hơn một năm rưỡi, vào thời điểm cuối tháng 4 năm 2021, Sở Văn hóa có đề xuất việc đặt tên 4 cây cầu Thủ Thiêm Bắc qua sông Sài Gòn. Lúc bấy giờ ông Nguyễn Thành Phong còn làm chủ tịch thành phố. Trong đó, cầu Thủ Thiêm 2 lấy tên cầu Ba Son. Tới lúc cầu Thủ Thiêm 2 khánh thành vào cuối tháng 4 năm 2022, cũng có thông tin sau khi hoàn thành sẽ có tên gọi mới. Nhưng đến nay, đợi mãi, tên cầu Thủ Thiêm 2 vẫn không thay đổi thành cầu Ba Son kể từ lúc họp bàn lần đầu vào đầu năm 2021. Nhưng tiếp tục, cách đây vài ngày lại có tin. Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng lại họp tiếp để cho ý kiến về việc đặt tên hai cây cầu bắc qua sông Sài Gòn với sự có mặt 16 trên 18 thành viên. Họp lấy ý kiến cũng không có gì thay đổi, lấy tên mới giống như nhiều lần trước. 100% thành viên đã đồng ý với việc đặt tên cầu Thủ Thiêm 2 lấy tên cầu Ba Son. Theo Sở Văn hóa, việc đề xuất phải theo căn cứ theo quy định pháp luật. Đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng đối với đô thị loại đặc biệt, thành phố phải lấy ý kiến của Bộ Văn hóa Thông tin trước khi trình Hội đồng Nhân dân xem xét ra nghị quyết chính thức.